Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một lô 10m thuộc khu G Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua đất đầu tư hoặc là xây trọ thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Lô đất này có diện tích là ngang 10, dài 30 nha cả nhà. Bắt đầu từ cái mép vạch màu xanh bên này đến vị trí cái vạch màu xanh bên này là ngang 10, dài 30. Dài tới cái cây cột điện phía đằng sau là tổng là 300m², thổ cư 100% sổ sẵn. Vì lô này 10m nhưng mà được đã tách thành hai sổ, mỗi sổ 5m nha cả nhà nha. Nên là mua để làm của cũng được, mà lúc nào mình bán thì nó cũng rất là dễ. Ai muốn mua 5m thì mình bên chủ bán 5m, còn muốn mua 10m thì chủ bán 10m nha. Phía đằng trước chúng ta đó là trục đường chính của khu G, đường NG3 nha cả nhà. Thì tí nữa em lại đó em quay video cho cả nhà xem. Và quỹ đất phía đằng trước này là quỹ đất của công viên, bữa sau sẽ xây khu vui chơi giải trí phía đằng trước này nha cả nhà. Còn hướng này thì chúng ta sẽ chạy thẳng ra đường DT741 cũng như là chợ Chánh Lưu là đi đường này nha cả nhà. Thì chúng ta nhìn lại lô đất này thêm một lần nữa. Vị trí bắt đầu từ cái mép màu xanh bên này đến cái mép màu xanh bên này là ngang 10, dài 30, dài tới cái cây cột điện phía đằng sau. Tổng là 300m², thổ cư 100% sổ sẵn. Mỗi lô này thì có hai sổ, mỗi sổ 5m nha cả nhà nha. Thì bây giờ em sẽ lên xe em quay những tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung nha. Khu G là một trong những khu sát với khu công nghiệp và nó liền kề với đường DT741 nha cả nhà. Và từ vị trí của lô đất này mà chạy lại với chợ này, rồi trường học này, cũng như là vị trí kinh doanh các tiện ích thì khoảng tầm 5 đến 700m là có đầy đủ tất cả các tiện ích nha. Như đối diện với chúng ta bữa sau là cái quỹ đất của xây công viên này, rất là rộng lớn luôn. Và đây chính là đường NG3, là trục đường chính của khu G, tập trung buôn bán tất cả các dịch vụ ăn uống và ngành nghề ở trên này nha. Và đồng thời trường tiểu học Tránh Phú Hòa cũng nằm trên trục đường này luôn. Chúng ta chạy khoảng tầm 500m là tới với trường học luôn nha. Và từ vị trí này mà chạy lại với chợ thì cũng chỉ có 500m thôi. Từ vị trí của lô đất mà chạy lại chợ thì cũng khoảng tầm 5 đến 600m thôi. Rất là gần. Nên là chợ này, trường học này, dịch vụ ăn uống mua sắm thì rất là gần. Nên là chúng ta mua để đầu tư xây trọ cũng được, hoặc là mua để đầu tư lâu dài làm của cũng được. Vì thế quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư lô đất mà em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ theo cái số điện thoại em ghi trên video hoặc là kết bạn Zalo để em sẽ gửi thông tin sổ sách để cho tất cả quý anh chị và các bạn xem nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.